Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy, mình là Mika đây. Hôm nay thì các bạn sẽ thấy này, trên bàn chúng ta sẽ có hai chiếc máy, một bên sẽ là Mi 10 Ultra và một bên là Black Shark 3S. Đây là hai chiếc máy đang có mức cấu hình khủng nhất ở thời điểm hiện tại đến từ Xiaomi. Đó thì nó đều chạy trong ta là chiếc Snapdragon 865. Tuy nhiên ở đây mình nhận thấy một cái điểm khá là khác thường trên cái chiếc máy Mi 10 Ultra, đó chính là điểm số của nó tương đương với lại một con chiếc Snapdragon 865 Plus, tức là nó đã được ép xung lên rồi. Điểm số của nó so với lại trên cái chip Black Shark 3S, ở đây các bạn có thể thấy này, về mặt điểm số AnTuTu nó chênh lệch rất là lớn các bạn nhé. Và ở đây thì nó sẽ chênh lệch tầm khoảng là 4 đến 50.000 điểm. Và khi đi vào điểm GPU thì rõ ràng điểm số GPU trên cái chiếc Mi 10 Ultra nó cao hơn một đời so với lại trên cái chiếc Black Shark 3S, khi mà nó chênh lệch tới là 40.000 điểm như thế. Là một điều mà mình thật sự rất là tò mò về cái mức hiệu năng cho ra. Liệu trong cái quá trình mà speed test như thế này thì cái chiếc Mi 10 Ultra nó có nhỉnh hơn như là cái điểm số trên cái app AnTuTu này hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video các bạn nhé. À mà khoan, trước khi đi vào chi tiết video thì các bạn cũng có thể là ghé qua một tí Clickbuy để xem rằng là mức giá của hai chiếc máy này nhé. Mi 10 Ultra thì đang có mức giá gần khoảng là 20 triệu đồng, còn bên cái chiếc Black Shark 3S thì nó chỉ có mức giá là tầm khoảng 13 triệu đồng. Nó cũng sẽ ngang giá với lại chiếc Black Shark 3 thường lúc đầu ra mắt thôi. Ở thời điểm hiện tại thì Black Shark 3 thường thì nó chỉ còn khoảng là 10 triệu, thì mình nghĩ rằng là giữa cái sự chênh lệch cả hai phiên bản này thì các bạn nên lựa chọn chiếc Black Shark 3 để tối ưu hơn chi phí. Đó, và đó là một số thông tin mà mình gửi đến cho các bạn ở đầu video. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là reset lại hết tất cả các app các bạn nhé. Sau đó là khởi động lại này. Rồi, khởi động lại. Đây nha, 1, 2, 3. Thực ra thì các bạn sẽ thấy rằng về cái mặt giao diện người dùng thì JoyUI nó cũng chả khác gì mấy so với lại MIUI. Cho nên là mình nghĩ rằng là cái sự tùy biến giữa cái phần JoyUI này nó chỉ khác hơn, đó chính là nó có cái không gian search bar thôi, chứ còn lại thì gần như là không có gì thay đổi nhiều cả. Quả thật năm nay thì mình thấy cực kỳ ấn tượng với lại chiếc Mi 10 Ultra, khi mà nó có cho chúng ta là một cái phần, nói chung là gần như tất cả mọi thứ nó đều là tốt nhất, rất ấn tượng các bạn à. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ show lại cho bạn xem một lần nữa về cái phần đa nhiệm này. Không có các bạn nhé. Và tần số quét màn hình thì mình đang để trên cả hai chiếc máy này là 120Hz. Wi-Fi thì mình cũng sẽ là kết nối một điểm duy nhất này, là dưa hấu. Ui, đây, dưa hấu connected này. Và trên cái chiếc Mi 10 Ultra này cũng thế. Đó, đều là dưa hấu hết các bạn nhé. Tại vì hôm nay thì chúng ta sẽ có hai tựa game yêu cầu kết nối mạng, đó chính là PUBG Mobile và Liên Quân Mobile, cho nên là bắt buộc phải kết nối chung một điểm như thế. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi vào phần speed test luôn, với tựa app đầu tiên đó chính là AnTuTu Benchmark. 1, 2, 3. Mi 10 Ultra nhỉnh hơn các bạn à, nhỉnh hơn một tí xíu thôi. Điểm số thì nhìn mình đã show cho các bạn ở đầu video rồi, thì về cái phần trên là như thế này mình thấy khá là gọi là ngạc nhiên. Đó là trên cái chiếc Mi 10 Ultra, không hiểu là Xiaomi họ làm cách như thế nào mà lại có được cái điểm số cao như thế. Có lẽ là cái con chiếc Snapdragon 865 trên cái chiếc Mi 10 Ultra đã được ép xung rồi. Đó. Thì bây giờ tiếp đến sẽ là phần test game đây. Đầu tiên sẽ là PUBG Mobile, một tựa game mà chúng ta rất là hay chơi rồi đúng không nào? 1, 2, 3. Phản xạ rất là đều luôn. Wow. Phải công nhận một điều rằng là cái màn hình trên cái chiếc Mi 10 Ultra nó thật sự rất là đẹp các bạn ạ. Tuy nhiên là chiếc Black Shark 3S lại vào trước rồi. Cả chiếc máy này thì mình đã đều tắt đi cái game turbo rồi, cho nên là nó sẽ cho ra một cái gọi là cân bằng nhất. Tại vì các bạn phải lưu ý rằng là trên cái chiếc Black Shark 3S ấy, nó sẽ không có game turbo mà nó sẽ có là không gian search bar, cho nên yêu cầu mình là phải bật cái không gian đó thì nó khá là bất tiện trong quá trình mà chúng ta speed test. Cho nên là mình sẽ tắt đi hết để đo nó đảm bảo được sự công bằng khi mà mình thao tác, mình chạm vào, mình mở app lên. Đó. Tiếp đến là tựa game Liên Quân Mobile. 1, 2, 3. Lần này thì Mi 10 Ultra nó sẽ nhỉnh hơn chăng? Rồi, một nút bấm nữa thì chúng ta mới biết được rằng là ai sẽ là người chiến thắng. 1, 2, 3. Ok, như vậy lần này là Mi 10 Ultra rồi. Tiếp đến là tựa game Angry Birds 2. 1, 2, 3. Thì các bạn lưu ý rằng là những cái tựa game ở đây mình đã đều cài đặt thêm một cái app khác, đó chính là Google Trò Chơi, để trong quá trình load app như thế này nó sẽ không xuất hiện cái phiên bản, cái bảng yêu cầu cài đặt cái app đó. Thật sự rất là khó chịu và nó làm gián đoạn đi cái phần speed test. Một lần nữa thì tiếp tục là chiếc Mi 10 Ultra lại vào trước rồi.
tiếp đến sẽ là từ game Shadowfire 3. 1, 2, 3. Vẫn là Mi 10 Ultra. Trong nháy mắt thôi, nhưng mà mình vẫn tính là phần thắng nghiêng về chiếc Mi 10 Ultra các bạn nhé. Một tựa game nhẹ để kiểu xả hơi bớt này. Zombie The Tsunami đều đối với lại tựa những tựa game nhẹ như thế này thì nó gần như là không còn cho chúng ta là cái sự chênh lệch nữa rồi. Plan vs UB 2. 1, 2, 3. Vẫn là Mi 10 Ultra. Alpha 8 này. 1, 2, 3. Wow, rất ấn tượng đúng không nào? Chip Snapdragon 865 nó loát rất là nhanh luôn. Real Racing 3. Như vậy là đối với lại tựa game Real Racing 3 thì chiếc Black Shark 3 lại vào trước rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game cuối cùng, Mortal Kombat. 1, 2, 3. Đối với lại tựa game này thì các bạn lưu ý giúp mình, đó chính là nó có thể mở được với mức FPS là 120. Cho nên trong quá trình vào game thì chơi nó rất là mượt luôn. Thật ra thì cá nhân bản thân mình thấy rằng là giữa con chip Snapdragon 865 trên chiếc Mi 10 Ultra ấy, nó thật sự là đã được Xiaomi họ ép xung lên rồi. Và mình không biết rằng là liệu nó có ảnh hưởng gì đến về cái quá trình chúng ta sử dụng lâu dài hay không. Cá nhân của thân mình thì chắc chắn là mình lựa chọn cái chiếc Mi 10 Ultra rồi. Tại vì nó là một chiếc máy thật sự là toàn diện đến từ Xiaomi. Và đây là chiếc điện thoại tốt nhất mà Xiaomi đã từng làm. Thì còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.